khi hợp đầu tiên em biết không chị, uống khi hợp đầu tiên là chị thấy thứ nhất là cái tế bào da của mình nó mềm da mình này. Thế rồi khi lúc đó là cái móng tay của chị nó mục quá, nó bóc từng cái móng đó. Chị nói ủa sao lạ vậy, bắt đầu cái khi mà chị mãi cho nó cái tay nó đỡ lại, nhìn cái sơn nó màu này đi lên kìa. Không, nhưng mà bữa nay da nó đỡ nhiều, da nó đỡ nhiều với chị thấy cái dòng mắt nè, cái dòng mắt với cái chỗ da này của chị nó đỡ nè, hầu như là nó dày. Em biết khi mà chị hóa trị cái da chị nó dày mà nhìn mặt chị giống như một cái xác chết, giống như mình không có khí sắc sống, cái hồng cầu trong da mình sao cái mặt nó xấu. Bây giờ chị đánh một lớp kem thôi, chứ hồi đó mà chị đánh hai ba lớp thì nó nhìn mình vẫn ghê. Còn bây giờ một lớp nhìn mình không đẹp nhưng mà vẫn đỡ thôi. Em đi làm hả? Dạ. Rồi. Hồi đó là chị không bị cái gì, chị đi xét nghiệm rồi nói chị bị. Đầu tiên là nói chị bị ung thư máu. Bác sĩ rồi đưa cái kết quả đầu tiên là nói chị ung thư đó. Cái chị nói là ung thư gan, của chị ung thư gan kiểm trước. Chứng gan lên thì vẫn còn lấy giấy di âm á. Khi rồi bắt đầu chị không tin, chị đi tiếp bệnh viện nữa, là qua bên nhiệt đới á, là nói chị bị có nằm móng ung thư. Không có nằm móng cái gì ung thư. Từ giờ lúc đó chị lên thì xuống, chị nói là lúc đó là không có tỷ tiền là gì trên đời này nữa rồi. Là lúc đó thuốc rồi bắt đầu nói bị viêm gan C. Nói chị có cái bệnh án viêm gan C đàng hoàng thì bắt chị một tháng là phải chích 4 mũi, phải tự chích, tự vào thuốc luôn. Nhưng mà khi chích cái thuốc nó vô là nó giật, nó làm cho con người mình giật rất là sợ. Đầu tiên chích 1 tháng 4 mũi đó là em biết là tóc chị nó rụng. Vuốt đâu là rụng đó, vuốt tóc hết. Nó rụng đến mức độ mà nó xói tóc mình luôn. Cái đầu tiên, đến rụng móng tay, em thấy rõ ràng luôn. Khi vô hóa chị đó là móng tay rồi, da mặt của em là nó đều hư hết, nó chết hết. Mắt em mờ là tự nhiên em khóc nữa. Cái thuốc nó vô là tự nhiên em ngồi là em khóc như một người chết vậy. Em khóc là khóc như điên luôn. Mà em cái con người mình giống như là nó không còn một sức sống nữa. Thì vô tình là chị đi vô trong ông anh chị gặp trong Sài Gòn, gặp một người bạn ở bên nước ngoài về để người ta uống cái Nukin. Người ta đã xài cái Nukin rồi, người ta nói chị là mua như vậy xài, người ta tặng chị chứ hồi đó không có tiền nữa. Nghĩ là hóa trị thuốc kia mà chưa hết mà làm gì cái nuôi kinh cái mấy chị quạt mà hết là chị về chị uống thôi. Chị uống thì chị thấy ủa sao nó lạ, chị cảm thấy là ăn nó không có đầy hơi nữa, cái bụng chị nó không có chướng thôi, chứ là nó chướng to luôn. Chướng thì mà mấy cái giấy siêu âm cái năm đó vẫn còn, chị vẫn giữ hết cái bệnh án của chị. Mà đó là sử dụng R2 không hay có sử dụng R2 dưới cái hộp thuốc mà 5 viên trắng, 2 viên đỏ luôn. Tại vì khi mà em bị bệnh đó là nó làm cho xương cốt em bị nhức luôn. Em biết là những lông xương của chị là nó phải rột hết. Cái lông chân của chị nó cũng phải rột. Nhưng mà uống cái đó chị có 5 ngày thôi. Cái viên mà 5 viên trắng mà 2 viên đỏ chị uống cái đó thì thấy nó nhanh nhất, nó hiệu nghiệm nhất là cái chân mình đó. Nó không có rột. Chị rất là cảm ơn cái thằng công ty này đã làm cho chị có sức sống. Còn cái mà uống 2 viên mà tối đi ngủ á, em biết cái đó đó, nó làm cái giấc ngủ của mình sâu lắm. Nó gáy, chị chưa bao giờ cái gáy mà nó gáy còn gáy đã. Nhưng mà sâu rồi bây giờ chị ngủ thì cảm thấy không còn gáy nữa. Chị cứ uống đó nhiều lúc chị cứ thấy nó. Ngủ mình không biết nhưng mà nhờ những người xung quanh đó thì họ sẽ biết chị. Như chị cảm thấy là mắt của chị này hồi xưa kia nó mờ lắm. Khi chị hỏi chị là chị muốn nhìn cái gì là chị phải mang gương 2 độ luôn. Nhưng từ ngày mà uống cái mà đổi gen mà 2 viên ban đêm á, chị thấy cái sức sống của chị nó khác. Chị làm cái việc gì chị tự tin lắm. Chứ khi mà hóa chị là em biết cái nhà máy của chị dẹp hết. Cửa hàng vật liệu chị dẹp hết. Nhưng mà từ ngày đó giờ là bắt đầu em thấy chị làm lại. Chị không sợ. Chị có một cái sức mạnh trong cái con người nó lạ lắm. Cái sự tính toán công việc chị không có sợ nữa. Ngày trước rồi cảm ơn thằng Mỹ Kim này đó. Nên em thấy không, em nói thuốc nào là chị mua liền, chị đâu có tiếc. Tại vì chị đã sử dụng nó rồi, chị không có sợ. Nhiều người nói trời ơi, cầm mua cái đó là nó lừa này nọ, chị vẫn cười. Bản thân của mình xài mình biết chứ cần gì phải nói. Nhiều người họ chưa xài mà họ cứ phán. Có sợ. Họ sợ.
nhìn một lần mà chị đi chia sẻ ai mà xài cái này được thì mừng. Trước mắt là mình xài cho bản thân mình thấy rồi mình phải chia sẻ cho người ta, mình giúp người ta chứ đừng có nói về tiền. Nếu mà nói về tiền cái nuôi kim này nhiều người ta nghĩ là lừa trên cái hệ thống là uy tín với nhau rồi. Chị cười cười bạn của chị nó không xài, mà nó xài nó dùng ngoại kim để làm gì mà biết. Mình chia sẻ này để cho những người còn đang chưa biết đến cái sản phẩm này chị. Đúng rồi. Nếu mà mình chia sẻ như vậy là đúng rồi. Người thật việc thật đó. Vâng. Em biết khi mà nếu mà lấy chị mà đưa ra là những cái bệnh án của chị một lúc như vậy nè. Bây giờ chị vẫn giữ mà. Trời ơi, vô bệnh nhà thương Chợ Rẫy cũng kêu thôi đi về đi. Sống chắc mấy tháng nữa chú cho. Mà những người bạn của chị bệnh như chị nha. Người ta ý người ta có tiền á, người ta chích. Người ta chích thuốc quá trời luôn, có một tháng 4 buổi mà phải là thuốc đó bỏ trong tủ lạnh. Yeah. Trời ơi, lúc rồi bây giờ người ta chết hết rồi. Họ quay đi quay lại, bây giờ chị vào. Lúc rồi chị không chích cái đó nữa. Tại vì một lần chị là gan nhất nè. Tại vì chích cái thuốc đó vô là phải đi tới chỗ bệnh viện chích, là người ta nhìn vào mắt mình rất là chi là đau lòng. Khi mà đã chích thuốc đó vô là mặc cảm liền. Biết khi tới đó là y tá bệnh viện người ta nhìn mình với cái tinh thần mình rất là buồn rồi. Chị tự ở nhà chị chích. Tại vì cái đó là bỏ tủ lạnh xong là ai ấm xe lăn chích vô bụng như nào. Chị chích ra chị kỳ cầu xin trời đất, đó là giống như một ngày đó con làm được mấy chục triệu con bỏ vào đây để mai mốt lấy của đó để hồi môn cho con cái. Tự bản lĩnh như vậy nhưng cũng không phải. Em biết một lần chích rút ống thuốc ra là nó giật, nó có giật vậy này. Nó giật rụng như vậy này, chị bóp hai tay chân chẳng lẽ chết lúc này. Em biết cái thuốc nó ghê lắm, ở nhà chị khoảng còn mười mấy ống xe lăn đó mà. Nhưng bạn chị thấy chích, nhìn bạn chị ai chích vô cũng mắc đơ nè. Hồi đó chị đi vào bệnh viện nhiệt đới chị rồi, cùng một cái hệ thống chữa bệnh luôn á. Chị thấy cái thằng đó nó mới có ba mấy tuổi thôi. Hỏi em chích được mấy năm nữa, em chích được 3 năm rồi chị. Nhưng vẫn như vậy. Tự nhiên thấy cái mắt nó đờ rồi đó em à, bây giờ mình nghiên cứu có chuyện khác được không? Xong rồi mình cứ vô hết chị biết nha. Cái nó bây giờ không chích là chết chị. Nó nói vậy. Về cái mình nghĩ mình không chích. Từ ngày uống qua nuôi kim đến giờ mà không biết cái thằng đó như thế nào. Nếu mà mình có cái số điện thoại đó thì chị gặp nó rồi. Khi chị gặp nó là con mắt nó đờ rồi. Em biết không, chị thì cũng chảy nước mắt, chị khóc nha. Chị khóc mờ mắt luôn. Nhưng mà cái thằng đó là chị thấy mắt của nó không còn cái kiểu là nhìn đời vẫn liếc qua liếc lại nữa không. Vẫn còn yếu như vậy đó. Nó thanh niên nha. Nó mới có 28-30 tuổi thôi. Hồi đó là nó viêm gan C giai đoạn cuối như gì. Thì nó cứ có chị nó biết chết người ta luôn. Cái thời điểm mà chị bắt đầu dùng cái R2 là từ tháng mấy hả chị? Từ khi nào ạ? Chiều năm ngoái á, 4 tháng thì cách đây chết khoảng mấy tháng. Uống thủ là 4 tháng. Hơn 4 hũ rồi. Là khi mình uống khoảng bao nhiêu chị uống cái hộp bao nhiêu thời gian thì đã thấy thay đổi. Là bắt đầu từ hũ thứ hai là thấy có kết quả rồi. Cái hộp thứ hai là chị cảm thấy là thứ nhất cái bụng chị nó không chướng. Ăn được. Ngày xưa kia là chị thèm cơm chiên lắm. Bị gan là bác sĩ nói là không được ăn những cái bệnh có đồ ăn có tiêu trứng là không được ăn. Nhưng mà khi chị ăn chị thèm, mà đã cái nào cấm là cái đó lại thèm. Cái khi chị uống cái này rồi chị ăn một chén cơm chiên chị thấy ngon quá, chị ăn một chén luôn mà không được ăn trứng nữa, mà chị lại chiên cơm bỏ trứng nữa. Nên nó thèm nghe chưa đó. Chị ăn vô uống sẵn sẵn mà sau từ ngày chị uống nuôi kim nha, chị lại hát cái giọng hát nó trong nó không có bị rồ như ngày xưa chị vô hóa trị. Em biết hóa trị là lúc đó cái da của chị và tiếng nói của chị nó bị tắc hết, nó bị đơ hết luôn. Nên chị nói những con người mà đã bệnh gan mà đã vào cái thuốc đó nên ngưng ngay lập tức với bản thân của chị cảm nhận vậy. Còn nếu nuôi kim hay là do cái con người chị uống nuôi kim nó hết thì chị chia sẻ những người nào uống thử mấy hộp thì như thế nào chị không biết, nhưng mà chị thấy cái con người của chị là nó thay đổi từ cái nuôi kim ra. Chứ còn cái hóa trị chị quá sợ luôn, một lần chích cái đó vô là chị thấy móng tay rụng nè, tóc rụng nè, mắt đờ luôn. Chỉ là nhìn vào cái chết luôn. Khi mà đã chích cái đó nó đã bị như cái tâm lý như vậy rồi, gặp người chồng bạc nữa thì ra đi rất là nhanh. Cái chị phải ghi nhận là cái thằng nuôi kinh làm cho chị thay đổi hết, chấp nhận sống lại từ đầu liền. Mà cái mà ngủ ban đêm á, chị thấy cái đó là thay đổi nhanh nhất. Cái hai viên mà ngủ đêm á, chị uống hai viên đó là chị thấy tối mình cái sâu giấc lắm.
hồi mấy đứa trước chị ru giấc ngủ không được, chị mở kinh Phật chị nghĩ là ngày nào chết cũng cũng không được. Nhưng mà cái viên, hai viên đó là chị thấy làm cái giấc ngủ chị rất là sợ, thay đổi được cuộc sống chị đó. Nên với ai sợ tiếc tiền, với chị là cái nuôi kinh là chị bỏ tiền là chị không có tiếc đâu, chị mua uống rất là bình thường. Mà có tự nhiên cái nói đến cái chị đâu gì đó người ta tưởng hơn. Đó, chị chia sẻ như thế này là giúp cho bao nhiêu người họ tìm thấy được cái niềm vui cuộc sống, được cái lối thoát cho cuộc sống đó chị. Em biết không, nhiều lúc mình nói người ta tưởng mình là lợi dụng chỗ quen biết, lợi dụng chỗ quan hệ để mà đi bán cái thuốc này lấy tiền nữa. Mình là người xài mà bán cái gì, hồi đó chị không có nghĩ chuyện bán đâu. Đến bây giờ là chị thấy cái thằng nô kinh này, đến cái mà dưỡng da tay thấy nó cũng đúng rồi nè. Nhờ chị Thoa ở Gia Lai nè, nhờ chị là có mình xài rồi, mình người thật, mình thật, mình chia sẻ. Nên hồi Trang gặp chị trong quán cà phê, Trang hỏi đó, chị đã cười cho một người. Chứ chính là cái nô kinh này trong nhà chị là xài nhiều nhất. Uống nè, dưỡng da tay nè, đánh bụng nè, rồi máy làm mặt nè, máy làm bụng nè, rồi từ rụng tóc nè. Bởi vì nó có từ xà bông cục của thầy. Xà bông cục thì chị chưa xài, nhưng chị xài cái dưỡng. Chị thấy cái da tay của chị là rõ ràng nhất nè. Với cái bệnh ung thư của chị mà tay của chị là chị giật mình nhất. Nhiều người nhìn vô tưởng bơm bơm, bơm đâu mà bơm. Em thấy có khi nào chị thèm đeo nhẫn luôn nữa không? Nghĩ cái tay mình bây giờ để chết an toàn rồi. Hồi khi ai cũng hỏi thấy là mày đi Sài Gòn mày bơm nó có đâu. Em biết hồi kia là móng tay móng chân kiểu một. Nhìn là thấy tội nghiệp. Nhìn là nghĩ mình sống ngày rồi không bao giờ. Nó theo nói là bắt đầu nó giăng lại, nó mờ mắt lại rồi mà. Nên em thấy có khi nào chị uống, em thấy chị lúc nào chị uống, tự mà chị uống chứ ai càng gì nhắc chị. Khi mà chị kiểm tra mà chỗ bác sĩ so ngay đường Trần Phú nè, kiểm tra máu chị về số không á, bà hỏi trên đời này bà thấy một không hai chứ chưa có ai mà như chị á. Em biết khi mà xuống có dơn rồi nha, khi mà Sài Gòn nói chị là u gan, ung thư gan, máu ung thư, biết kết luận luôn. Xuống với bác sĩ Hải ở Quy Nhơn.